Hello, có ai ở đây không? Xin chào. Hôm nay mình ra ngoài sân hè, mình quay cho mọi người xem video nha. Thiền ơi, không biết quay sao cho mọi người coi nữa. Ok. Đó. Phía sau nhà. Mọi người nghe rõ không? Có ai vô chơi với mình không? Buổi sáng hôm nay trời hơi có nắng, thì ở bên ngoài hơi ồn ào một chút, tại vì có công trình ở phía ngoài đường đó, cho nên không khí hơi nắng, hơi nóng một chút xíu đó. Chìm nó kiểu đó. Thì các bạn có nghe không? Các bạn có nghe rõ không? Cái con đó là con lu dây á, con chim màu xanh á. Để coi nó có xuống không, nó xuống nó gặp mấy bạn thấy được nó. Đẹp lắm. Không biết có ai vô chơi với mình không nữa. Thôi kệ nó. Kỳ này mình quay ngang được rồi. Tập từ từ thì thế nào cũng được mà, đúng không mấy bạn? Anyway, không không có bạn nào thức cùng giờ thì thôi, cũng cảm ơn mấy bạn nha. Mấy bạn vô xem sao, ủng hộ like cho mình, comment, hay là ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ nghe. Với lại nói nghe nè, hình như là mình chưa có biết bỏ cái code vô trong cái YouTube á, mà bỏ ở chỗ nào, nếu mấy bạn chỉ được thì chụp hình á, bỏ lên cho mình xem với nha. Đó thì ấy dạ dạ không có biết mình làm đúng không, hay là nhiều khi mình phải đợi YouTube nó kiểm duyệt cái bước thứ hai rồi mình mới bỏ cái code được. Cái đó mình cũng không có rành nữa đó. Thì biết sao giờ, thôi thì cứ đợi thôi. Nhưng mà không có quảng cáo thì cũng có cái hay, đúng không? Tại vì không có cái quảng cáo thì mọi người cũng có thể coi được nguyên một cái video trọn vẹn. Còn nếu mà có thì mình có thêm chút đỉnh mình làm chuyện khác, nhưng mà mất đi một cái là đang coi tự nhiên nó nhảy vô quảng cáo, đúng không? Là mất đi cái hay của cái video, được cái này thì mất cái kia, cho nên không có sao hết, không có gì mà buồn. Chỉ có điều là mình muốn học hỏi thêm thôi, mình tò mò, mình muốn học hỏi thêm từ YouTube thôi đó. Thì hôm nay mấy bạn thấy rõ không, ngoài này là nắng là rất là đẹp luôn, nhưng mà vẫn hơi có chút gió se se lạnh, nhưng mà lát trưa lại 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 nóng lên đó nha, chứ không phải là trời. Thôi ráng vài tháng nữa thì ráng vài tháng nữa thì mùa thu thì trời sẽ đẹp hơn, mát mẻ hơn, cây cối vàng lá đẹp hơn đó. Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu.
quá chừng luôn nè, mình làm không có, thấy không, nghe con Lucy nó kêu không, trời ơi sorry, cái này là không có edit được rồi, hãy hắt xì thì nó rung rinh vậy thôi. Bị cảm rồi, hôm mình quay cái video mình đi ở ngoài đường á, cái mình nhìn mặt trời nhiều quá đó, mình bị say nắng cái mình ngã xuống mình xỉu. Ô bé Sóc kìa, cẩn thận con mèo bé Sóc ơi. Hết đồ ăn cho con rồi, làm sao bây giờ? Hello, ai vậy ai vậy? Mình không có nhìn thấy được mấy bạn nghe. Mấy bạn có comment cho mình thấy không? Comment cho mình mới thấy được chữ, mình mới mới chào được mấy bạn nha. Đó, thấy con sóc không? Nó đang bò kìa, trời ơi, coi chừng con mèo bé sóc ơi. Hồi nãy thấy cho bé sóc đồ ăn rồi. Hello, Cát Lương. Chào bạn khỏe không? Cảm ơn bạn ghé vô thăm nha. Đó, mình đang live view, đang live không biết là live gì hết. Đi nhanh đi, nhanh đi bé sóc, cẩn thận coi chừng con mèo. Đi mau, go, cẩn thận, mau lên. Trời ơi, nó chê bánh mì nó không ăn kìa. Đi mau lên coi chừng có mèo. Trời ơi. Cái này đâu có biết nó dừng lại chỗ nào đâu. Mình không có biết dừng lại chỗ nào hết. Hello mấy bạn, mình không có rành. Ồ, cảm ơn bạn nha. Bạn đăng ký kênh mình đi, để lại tin nhắn nha. Mình có gì chạy qua web của bạn mình chơi. Trời ơi chết rồi, mình không biết cái này đâu có dừng được phải không mấy bạn? Nó liên tục luôn rồi, mình dừng đâu có được rồi. Mà ai cha đâu có vô nhà lấy được đồ ăn cho mấy cái con này đâu. Vô nhà là nó lại. Ôi cha. Ôi cảm ơn bạn like nha. Trời ơi, mấy cái con này nó làm cho mình lo lắng quá trời luôn à. Hồi nãy thấy có con mèo nó đi lảng vảng ngoài này nè, nó đi nó thấy nó rình mấy cái con chim, mấy con sáp của mình nè, tội nghiệp lắm. Thiệt tình mèo nhà ai nuôi nó đi chơi quá trời luôn. Bạn bị khóa sức rồi thì mình còn biết được. Ồ, mình sẽ liên lạc nói chuyện với bạn
Alo, mình mới chơi, mình mới làm cái live view này thử thôi, mình không có rành lắm, cho nên có hôm rồi mình làm á mà mình chẩm ngược cái phone nó thành thành ngang á, nó ghê quá trời, nó nhỏ xíu mà nó mờ ịt à. Còn bây giờ đứng phía sau nhà thì nó đỡ hơn, cái internet nó không có bị mờ, nhưng mà hình như là cái này nó không có giữ, nó không có ngưng lại được cho mình đúng không, cho nên mình bị khóa super. Super là cái gì vậy ta, mình không có rành super là cái gì luôn. Dạ mình chưa có super kênh của bạn hả, vậy để có gì mình sẽ qua mình super kênh bạn nghe. Sau cái video này mình sẽ chạy qua mình super kênh của bạn ha. Tại vì mình không có rành, mình cầm cái máy mình quay vậy thôi, mình không có biết làm nhiều việc cùng một lúc á. Nên mấy bạn thông cảm nha, hơi bị ngu ngu chút đó. Thì cảnh hôm nay là trời rất là trong xanh đó, mây trắng, ôi trời con sắp nữa rồi. Còn ở đây nè, đây là bé 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 mèo nè, bé mèo ơi, hello hello không có ý niệm sát sanh nghe chưa bé mèo ơi. Xin chào mọi người nha. Mình u chà. Con đường xưa em đi vang lên mái tộc thề, ngõ hồn chân tay tê. Trời ơi, mình không có thuộc về nào luôn. Ấy, có một em kiến. Ha ha ha. Hello, ai vậy? Hello, bạn nào đó? Cho biết coi, cho biết tên coi, ai vậy?